Xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận của khách một cái bàn mixer Soundrap EFX. Khách nhờ mình chỉnh cái delay từ phần echo. Thì sẵn tiện đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết chỉnh reverb và delay gọi là. Rồi đầu tiên các bạn chuẩn bị ba thứ cho mình. Thứ nhất là có micro nè, nguồn tín hiệu. Mình sẽ cắm micro vào line số 1. Nghe tín hiệu nha các bạn. Nghe tín hiệu này mình sẽ xài lo Ati có công suất Romax đây. Lo này cho nên mình cắm trực tiếp vào lo luôn. Rồi đây là cái giắc nguồn. Sẽ để phía bên. Tiếp theo mình sẽ cắm dây nguồn cho cái bàn mixer. Cái này là cái công tắc của bàn mixer nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mở điện. Thứ nhất là mình sẽ mở micro đầu tiên, sau đó tới bàn mixer và cái loa. Loa của mình là xài loa Ati cho nên mình chỉ cắm tín hiệu vào là sử dụng. Rồi các bạn thấy không, trên màn hình của mình đèn turbo đang sáng, có nghĩa là máy đang ở kênh B ha. Mình sẽ chạy chương trình reverb là bên kênh A, sẽ chạy lại số 2 đây, số 2 đấy ha. Rồi các bạn nhìn xuống đây, mình sẽ đá cái B này sang A với cái chiếc app là Rodem Select ha. Đây mình sẽ đá đây, rồi máy sẽ qua kênh A các bạn. Rồi các bạn sẽ quay ngược chiều kim hồ đúng một vòng nha. Rồi mình sẽ chọn tề đây số 2, như vậy nó nằm giữa số 2 và số 3, như vậy gọi là chương trình số 2 nha các bạn. Đó không, các bạn alo thử 1 1 2 3 4 5 6. Đó reverb đã có rồi các bạn, 5 6. Các bạn muốn lưu lại cái reverb thì các bạn bấm ở ngay chỗ chữ store này giữ lâu luôn nha, rồi các bạn tắt máy là được ha. Mình sẽ nhấn giữ lâu, đèn này nó sáng lên nè. 5 6. Rồi các bạn thấy ở trên màn hình đây nó có ba cái đèn này là nó đã sáng là ok. Rồi như vậy là mình tắt máy nó sẽ nhớ xong. Rồi máy đang ở trạng thái là reverb. Bây giờ mình sẽ chuyển sang băng B là chế độ delay, có nghĩa là echo đó các bạn. Đây. Mình sẽ xài cái chương trình số 2. Đây. Echo thì các bạn xài chương trình số 2 là phù hợp nhất. Rồi các bạn nhìn xuống cái chiếc app Select Program đây. Mình sẽ dặn nè. Đó, dặn ngược chiều kim đồng hồ nó sẽ qua băng B ha. Rồi xong mình sẽ nắm cái chiếc app này mình quay một vòng nữa các bạn. Đó, quay nè, gần một vòng thôi. Đây. Nó nằm giữa cái số 2 và số 3. Gọi là chương trình số 2 nha các bạn. Chứ nó không có để đúng ngay số 2. Đó. Các bạn thấy cái đèn nháy liên tục chưa? Rồi bây giờ mình sẽ alo nha, là có tiếng delay. 1 2 3 4 5 6. Đó. Delay đã có rồi các bạn. Các bạn muốn delay nhiều hay ít thì có thể là khai báo ở ngay cái ngõ này. 1 2 3 4 5 6. Đó. À. Mình chỉnh chừng nào phù hợp với cái tiếng mình ok là được. 5 6 7. Đó, delay thì như vậy thì các bạn hát cao ok là ok rồi. 1 2 3 4 5 6. Rồi các bạn nhìn cái ba cái hàng đèn này thì các bạn chỉnh sao cho nó phù hợp với cái giọng của mình là được nha. Rồi giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lưu của nó. Cách lưu thì các bạn nhìn thấy ở đây có chữ store đây,
Mình nhấn giữ lâu trên 3 giây, đèn nó sẽ báo sáng lên. Như vậy là nó đã nhớ. Và các bạn chỉ việc tắt máy mở lên lại là đúng. Ở băng B nghe các bạn. Đó, mình cứ vậy mà mỗi lần mình đi làm thì mình cứ thao tác, không cần phải chỉnh nữa. Rồi, giờ mình sẽ lưu nha. Đó, các bạn thấy đèn sáng lên chưa? Rồi xong, bây giờ mình sẽ tiến hành tắt máy cho các bạn xem nha. Rồi, máy mình đã tắt rồi các bạn, giờ mở lên lại nha. Đó, các bạn thấy không? Nó vẫn là ở kênh B, delay. Rồi, hàng ngày các bạn đi làm cứ vậy mà sử dụng thôi ha. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích, các bạn hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhớ đăng ký kênh mình để mình sẽ ra những cái video mới cho các bạn xem nha. Đặc biệt các bạn nhớ nhấn chuông nha. Cảm ơn các bạn.